mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay là weekend sinh nhật của Tiên rồi. Và Tiên sẽ vlog lại hết cuối tuần này. Thì bây giờ thì tụi mình đang chuẩn bị đi đâu mọi người? Ho Chi Minh. Tụi mình chuẩn bị đi mũi né. Vô duyên. Mình đang đợi Quỳnh Thi tới. Đang đợi Quỳnh Thi tới thì tụi mình sẽ xuất phát đi Hồ Tràm. Và hôm nay thì mục đích đi lần này là để chụp hình cho bộ sưu tập mới của Sorry. Cho nên là mình đi vào công việc chứ cũng hơi kết hợp đi chơi, nhưng mà cũng là mostly là công việc. Cho nên là ok, let's see. Hi mọi người. Cuối cùng thì Quỳnh Thi cũng đợi Quỳnh Thi 45 phút rồi mọi người. Tiên hẹn Quỳnh Thi 1 giờ, 1 giờ 45 thì tới. Có tức không vậy? Bình thường mọi người ơi, bữa kia có Quỳnh Thi bảo mấy tiếng đồng hồ có. Hồi nào mình đừng có xạo. Xạo quá. Bởi nhớ em bữa mà quay thì nhảy nhảy không? Ừ. Chắc tự nhiên lâu ra mới lòi mới đi ăn nữa mọi người. Xong rồi tao cancel luôn, chứ tao không có ấy. Sorry nha mấy đứa. Vậy tính là em phải cancel luôn đó. Đúng không? Tụi mình đã đến Hồ Tràm rồi. Wow. Thật sự trời. Thì bây giờ tụi mình sẽ ấy nắng rồi nè, thay đồ mới đi. Tụi mình sẽ chắc cái này phải kêu người tới giúp được không? Chắc phải kêu người tới giúp mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ thay đồ bơi và đi bơi nha mọi người nha. Thì lúc đầu là định chụp hình vào bây giờ, nhưng mà thôi đổi lại và ôi, nắng nè. Thì đó. Bây giờ đi thay đồ nha. Hello mọi người, thì bây giờ mình mới thay đồ bơi xong và mới chụp hình xong. Thì bây giờ sẽ xuống, có đi bơi không? Có đi bơi không? Yeah! Bơi không? Bơi. Thì chắc mà, nhưng mà Tiên cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho tối nay nữa. Tại vì tối nay Tiên có nấu ăn cho mọi người á. Cho nên là bây giờ Tiên sẽ xem là trong cái thùng này nó có gì và Tiên bỏ vô tủ lạnh nha. Ủa quà. Đúng rồi, quà. Mọi người, hồi nãy Nguyên có surprise Tiên á, Nguyên tặng Tiên cái này mà Tiên đang rất rất là cần luôn. Đâu rồi? Đây nè. Đây mọi người, Tiên đang muốn mua luôn đó mọi người. Đây là cái micro. Trời ơi, cảm ơn Nguyên nha. Yeah. Thôi mọi người mẹ tâm lý nha. Như có mình Nguyên mà tặng quà cho Tiên á, nhưng Sen cũng chưa có ý định tặng đâu. Ok, thì mọi người quyết định là vẫn chưa có bơi và quyết định là ăn trước. Thì bây giờ Tiên sẽ nấu ăn cho mọi người nha. Thì hôm nay Tiên sẽ nấu món spaghetti với lại bò. Ok, bây giờ thì tụi mình ăn xong rồi và mọi người sẽ quánh tôi xì coi rửa chén nè, vô nè. Tiên nấu ăn rồi cho nên Tiên không cần vô nha. 1 2 3. Ủa, hai người lận. Đúng rồi, hai người. Đúng rồi, thì một người nữa. Hồi nãy đã hứa hai người rửa rồi. Vô đây lại lên. Vậy là chắc chắn rửa rồi đó. Thì đúng rồi. 1 2 3. Bên đó hay sợ hay bị lắm á. Rồi, xong. Chúc mừng Quỳnh Tây. Sen buồn quá. Có buồn quá không nhỏ? Tụi mình vừa mới bơi lên xong rồi và bây giờ đã order room service. Thì mình order mấy cái smoothie với lại Sen order xôi xoài á. Sen, tại sao ăn xôi xoài vậy? Rồi cái này là Quỳnh Thi nấu cho mọi người với lại Quỳnh Thi nọ, Quỳnh Thi nãy giờ nha. Nó canh gì? Canh mì. Canh mì. Đây. Sao nó đen đen vậy Quỳnh Thi? Tiêu. Ok. Phụ nữ. Có kéo luôn, kéo cái đó đó. Bây giờ mình sẽ ăn cho mọi người. Hôm nay là Tiên nấu ăn. Tiên nấu à, không phải Tiên nấu ăn mà là Tiên nấu cơm. Rồi bây giờ Quỳnh Thi là nấu trứng. Cho bé ăn sân chua. Xong rồi, bé bới cơm đi. Bới cơm đi. Liền tay, liền tay. Tụi mình đã ăn xong rồi, bây giờ sẽ đi ngủ. Bye bye. Để ngày mai chuẩn bị cho buổi photoshoot cùng với Her Story nha mọi người. Good night. The next day. Good morning mọi người. Hôm nay là ngày thứ bảy. Và bây giờ tụi mình đã dậy từ lúc 7 giờ rưỡi sáng rồi mọi người. Và make up xong hết rồi. Bây giờ sẽ chuẩn bị đi chụp hình cho Her Story. Sao giờ chưa dậy nữa vậy em? Đi dậy rồi, thì đang làm thử thách nắp hết đầu nạ nhà Tiên.
Hả? Nó giỡn thôi. Giờ mình thi chuẩn bị đợi Sen khi Sen uống tóc rồi mình thi vô làm với Sen nè mọi người. Lâu lắm luôn á mọi người. Hey, what's up everyone? Xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Mẹ nha. 9 giờ xong nha. 9 giờ xong á. Ok. Ok thì tụi mình đã thay đồ xong hết rồi nè. Say hi Sen. Hi. Sen mặc cái đầm. Wow. Happy birthday. Ah, it's tomorrow, but yeah, thanks. Wait, let's go. Roller coaster, roll, 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 yabba. Na 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 na. Na 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 na. Hay quá không? Nhạc học một bài đúng không? Bây giờ tụi mình sẽ đi ra ngoài biển. Nắng rồi, nắng rồi. Nắng rồi mọi người ơi. Tiên đã ra tới ngoài biển rồi mọi người. Thì bây giờ mọi người đang chụp hình đây. Đó. Thì hôm nay hồi nãy thì trời nó không có nắng lắm nhưng Tiên hơi sợ tại vì nếu mà không có nắng thì chụp nó không có đẹp. Nhưng mà bây giờ nắng đã lên rồi cho nên Tiên rất là hào hứng. Bây giờ tụi mình mới được ăn sáng mọi người, tụi mình đã chụp hình xong rồi. Thì Quỳnh Thi lại là người nấu ăn tiếp. Trời dạo này hôm nay có lần đợt này của Quỳnh Thi đi á Tiên không phải nấu ăn nhiều mọi người. Hello. Quỳnh Thi ăn cái này. Hi, Quỳnh Thi đang chiên trứng nè mọi người. Để Quỳnh Thi làm đổ cái này của Tiên rồi. Sorry Tiên nha. Thì Quỳnh Thi tưởng là mọi người không ăn dầu nhiều thì chiết cho đây lại. Ok. Chiết dầu á mọi người. Ok mọi người thì tụi mình đang trên đường về Sài Gòn. Và bây giờ mình sẽ ghé qua Long Thành. Mua dầu ua. Kẹo sữa Long Thành để ăn mua đồ. Ai có tiền mà ăn nha. Ai có tiền mà không? Ok, thì tụi mình đã về tới Sài Gòn rồi và đây là chiếc đầm Tiên tự may cho sinh nhật đây. Tiên thích là thích tại vì kiểu nó có ngọc trai ở đây nè mọi người, xong rồi nó là đen mà phối với ly nữa. Và ủa? Đi đâu vậy? Đi prom. Đi prom. Trời ơi, đi sinh nhật người ta hay sinh nhật mình vậy bé? Thì hôm nay á mọi người Tiên chưa có make up nhưng mà tại vì Tiên đợi Tiên qua make up cho Tiên. Nhưng mà hôm nay là dress code là tất cả mọi người đều mặc màu đen và chỉ có Tiên là màu trắng thôi. Nhưng mà bé này bé không chịu thua nha mọi người. Bé không chịu thua, bé màu đen nha mọi người ơi, xin mặc lên quán sẽ không mặc vừa đồ nữa. Nên là sẽ phải mặc này không mọi người. Còn đồ mới sẽ định mua mặc cho Tiên á thì là nó chưa có ship tới kịp luôn. Nên thôi thông cảm nha. Trời ơi mọi người ơi. Ai đây mọi người? Hôm nay đây là nhân vật sẽ make up cho Tiên ngày hôm nay. Lần đầu tiên mà đi make up cho khách mà tôi mang có box nữa. Tại vì á hôm nay Tiên đi với Tiên luôn cho nên là Tiên sẽ mang ít đồ thôi, mất công Tiên phải cầm nữa tội nghiệp Tiên lắm. Đủ nha. Đó, cho nên là hôm nay Tiên chỉ mang có mi giả thôi mọi người. Hôm nay mình make up rất là đơn giản, chỉ gắn mi giả thôi là xong. Ok mọi người thì Tiên đã get ready xong rồi và bây giờ Tiên sẽ đi ra Hokkaido nha. Thì hôm nay Tiên được Tiên make up cho Tiên. Wow. Okay, mọi người. Có diễn nữa mọi người. Thật ra là nãy Tiên đang nói là ngày mai là mọi người sẽ có surprise cho Tiên. Nhưng mà mấy này nó xạo mọi người. Mai chắc chắn có. Tiên sẽ lưu vô vlog mọi người nha. Woo. Hi. Thank you. Cảm ơn chị. Thì mấy tụi mình hi, xin chào tất cả mọi người. Màu đen hả? Mọi người happy birthday Kimmy. Yeah. Ủa? Em có cái mọc. Mấy giờ rồi mình đi? Còn sớm mà mọi người, mới có mới 10 giờ. Hẹn mấy giờ vậy Quỳnh Thi? Trời ơi, 7 giờ mới dậy mà. Trong 10 giờ rồi. Thì tụi mình bây giờ đã ăn xong rồi và bây giờ sẽ đi đâu? Tiên sẽ đi club cho nên là chắc là cái này Tiên không có vlog lại. Đúng rồi. Và hẹn gặp lại vào sáng ngày hôm sau. Sáng ngày mai là đúng sinh nhật Tiên. Theo đây Tiên có này luôn nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bánh wow. Bánh chuối mày to lắm. Hôm nay mấy cái này là hạt mè phải không? Chứ phải hạt chuối đâu đúng không? Đâu. Sáng nay Tiên có đi ăn với lại gia đình của Tiên và bây giờ Tiên đã về nhà thì nãy Shane với lại Nguyên có surprise. Hay quá mọi người. Tự nhiên Tiên thèm Starbucks nên xin canh xin mua Starbucks luôn để xuống gặp Nguyên.
Hên Nguyên... hên quá à. Nguyên tới đúng lúc Nguyên lấy sao bóp luôn á. Tiên sẽ insert cái video surprise của mọi người ở trong này cho mọi người coi. Yay, cảm ơn mọi người nha. Oh my god. Oh my god. Did you surprise me? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Wow. Wow. Bánh chuối. Avila? Yeah. What's Avila? Mẹ chửi. Và hôm nay Tiên nhận được một cái bó hoa của một người em của Tiên ở bên Úc gửi về cho Tiên. Không phải gửi về nhưng mà đặt ở đây mang tới nhà rất là dễ thương. Cảm ơn Gina nha. Cảm ơn em nhiều nè. Ok, hello mọi người. Thì bây giờ là Tiên, mọi người đã đi về hết rồi. Và Tiên vừa mới ăn cơm xong thôi. Thì hôm nay sinh nhật cũng không có đi đâu hết. Tại vì hôm qua làm hết rồi. Thì tối nay Tiên có đi ăn với gia đình một chút xíu ở bên nhà bà ngoại vậy thôi. Xong rồi Tiên về. Thì bây giờ Tiên muốn review một cái loại mặt nạ này mà Tiên đã rất là ấp ủ từ một năm về trước rồi. Và đây là một thành quả mà Tiên cảm thấy rất là tự hào về bản thân, cũng như là tự hào cho cả một cái team. Và một năm vừa qua là những cái việc mà mình đã làm, đã cuối cùng đã cầm được cái sản phẩm này trên tay đây. Đó chính là ba cái mặt nạ này của Beauty Box, dưới tên Beauty Box. Và đây là một cái sản phẩm độc quyền đầu tiên. Có nghĩa là Tiên cũng có cái cotton bag rồi, nhưng mà thật sự đây mới là một sản phẩm độc quyền đầu tiên và khó khăn nhất mà Tiên đã cho ra mắt, cũng như là chị Beauty Box sẽ cho ra mắt cho mọi người. Thì đây là một loại mặt nạ made in Korea, được xuất xứ từ Hàn Quốc. Và khi mà lên ý tưởng để làm ra được cái này là những con người đó thật sự là rất là vui, là các anh chị chỉ ngồi nói vui thôi, ngồi nói là mình làm cái concept vui xíu đi thôi, hay mình làm kiểu địa danh Việt Nam. Tại vì Tiên nghĩ là Tiên tự hào để nói là đây là một sản phẩm Việt Nam đầu tiên về matship mà nói nó tôn lên một cái vẻ đẹp cũng như là những cái danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Thì trên đây Tiên đây sẽ có ba cái mặt nạ. Một cái đầu tiên đó chính là cái Paul Caring Face Mask này. Đây là Sài Gòn nè mọi người. Đó, Sài Gòn. Rồi, cái này là Hydrating. Đó là Huế. Rồi cuối cùng là Hà Nội. Đây là Hà Nội và là Brightening. Thì mỗi cái này là tương ứng với một cái loại trái cây khác nhau, tượng trưng cho một cái function khác nhau. Cho nên là và Tiên nhớ là những cái hôm mà Tiên ngồi với các anh design, là Tiên ngồi kiểu 2-3 tiếng đồng hồ ngồi với các ảnh và lên ý tưởng và làm sao để cho ra cái thành quả như thế này. Và cầm trên tay đây thì Tiên cực kỳ là vui, cũng như thật sự Tiên rất vui. Và bây giờ Tiên sẽ đắp thử cho mọi người xem, cũng như là mọi người ơi, đây là một cái video Tiên sẽ giveaway chính cái mặt nạ này cho ba bạn may mắn nhất, là mỗi bạn sẽ nhận được ba cái mặt nạ này nha mọi người nha. Ba cái. Thì thể lệ tham gia rất là đơn giản. Thứ nhất là các bạn phải nhớ subscribe, cũng như là follow Tiên ở trên Instagram. Tiên sẽ link, Tiên để Instagram Tiên ở đây. Thứ hai là follow Instagram của Beauty Box. Tiên sẽ để link đây luôn. Đó, rồi thứ ba là các bạn nhớ comment ở phía dưới đây Instagram của mọi người để Tiên có thể gửi những cái phần quà yêu thương này đến mọi người nha. Bây giờ thì Tiên sẽ đắp thử và cho các bạn xem chất liệu giấy của nó tuyệt vời như thế nào. Ok, thì Tiên vừa mới tẩy trang rồi và bây giờ Tiên sẽ đắp thử cái mặt nạ này nha mọi người. Đây là cái Hydrating từ Hà Nội. Packaging rất là xinh, màu pastel, rất trendy một tí. Ok, bây giờ Tiên sẽ lấy cái mặt nạ ra. Thì đây là một loại mặt nạ, nó là dạng tinh chất, nhưng mà cái giấy này nó cực kỳ mỏng. Đây là loại giấy gọi là lyocell. Đó, cho nên là nó rất là mỏng và nó ôm sát vào mặt da cho mọi người luôn. Cho nên là khi mọi người đắp lên á, là mọi người không có cảm giác không có cảm giác là khi đắp cái mặt nạ luôn á. Tại vì cái chất liệu giấy rất là mỏng. Và mùi hương thì nó sẽ có một cái mùi hương nhẹ nhẹ của cái này là cái này là Huế chứ mọi người, sorry ha. Mùi hương của lotus, có nghĩa là không say mọi người. Đó, bây giờ tôi sẽ đắp lên.
thì nó ôm sát vô mặt luôn như thế này, là nó không đó, nó vừa với mặt tiên đúng không mọi người? Tại vì khi mà tiên test đó là tiên phải đảm bảo là nó phải vừa với mặt, nó không có bị quá bự hoặc là cái mắt nó không có bị kiểu cái ấy hay là như thế nào đó. Cho mọi người xem. Thấy nó là dạng tinh chất rất là mát. Đó thì bây giờ tiên sẽ đắp xong và tiên sẽ đi ngủ nha mọi người. Lại end một cái vlog mà cái mặt tiên nó không có được đẹp cho lắm. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái vlog lần này, vlog sinh nhật này của tiên. Là tiên thật sự tiên rất vui, tiên cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã gửi tất cả lời nhắn chúc đến Instagram, Facebook cũng như là YouTube của tiên. Và tiên rất là cảm ơn mọi người vì tiên đã có một cái dịp sinh nhật cực kỳ vui bên bạn bè, gia đình cũng như là cảm ơn các fan của tiên rất là nhiều. Và nếu mà các bạn muốn tham gia và thắng giveaway qua lần này thì hãy tham dự, hãy follow tất cả các bước mà tiên đã nói cho mọi người nha mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người vào vlog tuần sau nha. Bye bye. Bye bye. Love you.